Bộ Y tế tối ngày 17 tháng 6 cho biết, từ 12 giờ đến 18 giờ, cả nước có 136 ca mắc mới, trong đó có 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 133 ca ghi nhận trong nước. Cụ thể, tại Bắc Giang, 62 ca, Thành phố Hồ Chí Minh, 62 ca, Bắc Ninh, 6 ca, Hà Tĩnh, 2 ca, Lạng Sơn, 1 ca, trong đó 131 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Trong ngày 17 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 515 ca mắc mới, với 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 503 ca ghi nhận trong nước. Bắc Giang nhiều nhất 327 ca, đứng vị trí thứ hai là Thành phố Hồ Chí Minh 137 ca. Với 136 ca mới này, số ca COVID-19 cả nước tính từ đầu dịch là 12.150 bệnh nhân, trong đó có 10.483 ca ghi nhận trong nước và 1.667 ca nhập cảnh. Riêng số ca mắc mới từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 8.913 ca. Có 24 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Trong ngày có 63 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.311.345 xét nghiệm cho 5.147.851 lượt người.